Dạ, xin chào cô chú chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và làm vườn ha. Hôm nay mình bứng cây giáng bay để mình lên cái vườn lớn anh chị, làm cái tiêu sản cây luôn ha. Thì mình xử lý đi tên lửa để cho thuê hoặc là bán anh chị. Mình quay chia sẻ anh chị xem ngắm cây chơi ha. Được. Cây này hôm nay nó cũng bung một số chân xanh và một số nó đang nhóm nhóm lên anh chị. Cây này nó truyền tới 27, chắc nó đã nở tới nó truyền tới 17 luôn á. Thì cây bầu này mình bứng là bề ngang là 1m3. Cái cây này cái tổng chiều dài nó là 3m rưỡi ha. Thì chuẩn bị bứng để xe cẩu lên cái dẻo này để mình làm cái tiêu cảnh á. Thì giờ anh em đang bó để hồi xe cẩu tới nha, xe qua lâm cẩu đưa lên. Thì cây này cái dàn cốt mình chỉnh sửa cũng mấy nước anh chị ha. Thì năm nay cái thời tiết anh chị thấy ha, mình là còn một số lá nè. Mình thấy những cái nụ lớn mình chừa nhưng mà nó vẫn bung luôn anh chị. Chứng tỏ là cái tiết năm nay rất là mạnh ha. Cây này khi nó bung rất là rực rỡ luôn. Và cái nét thân này anh chị thấy ha, nó cái ngọn nó lượn lắc nè. Thì cây này mình chơi qua Tết mình sẽ bấm giật vô đây, thì năm sau nó nằm trên cái tiểu cảnh rồi, thì năm sau mình sẽ chơi cái phơm tàn, nó sẽ nhỏ hơn cái phơm tàn này. Năm nay thì mình chơi bông cho nên mình để ngoài, mình có chia sẻ anh chị là hơi rộng á. Thì qua Tết mình sẽ cốt nó cũng căng rồi, thì năm tới mình sẽ cắt giật lại. Thì cái cốt này nó đẹp luôn chị ha. Cây này có thể là mình đi cho thuê để mình giữ lại năm sau mình nuôi thuần bồn luôn. Thì cây này là đất hiện tại nó là đất bãi bồi anh chị, rất là xốp cho nên lên chậu vẫn có thể nuôi năm sau được, không cần cài luôn cũng được anh chị. Giờ mình sẽ lót cái chất trồng ở dưới một ít rễ dừa với trấu để cho cục đất này nó không lèn nè, thì năm sau vẫn nuôi đạt. Thì những cây mình từ đất mình lên thì mình cũng nghiên cứu cách nào đó để cho nó ổn định, chứ không phải là để chơi Tết không anh chị, mà nó còn qua Tết nó sẽ phát triển như thế nào ha. Chị thấy cái dàn xương nè. Cây này là mình ghép ngay cây cổ đế này, mình mua cây này ghép hiện tại là 50 quanh. Cho nên một số anh em hỏi là cái cây ghép có sống bền hay không ha. Thì hiện tại cây này anh em dự đoán là nó trên 30 năm. Thì nó phát triển rất là mạnh. Thì cái đó là có cái cây dẫn chứng cho anh chị mình xem ha. Bên đây thì một số cây mình cũng chuẩn bị đi chợ nè. Này cúc bi tiên sinh. Chuẩn bị đi tên lửa ha. Cây này tôi cúc bi. Cúc nụ thì bung rất là đều anh chị. Đây, cây tán dù này mình cũng dự định là bứng đi luôn anh chị. Số cây hiện tại hôm nay là ngày 22 tháng 12, thì mình cập nhật cái nụ cho anh chị mình xem luôn. Thì 22 nó bung như vậy là ok anh chị ha. 22 23 bung như vậy là ngày Tết anh chị. Đây cây cúc thọ hương, cúc thọ hương cũng chuẩn bị nhóm ha. Thì năm nay mình thấy là mình canh thời tiết thì năm nay khá là ổn á, nó bung cũng tương đối à. Cây tán dù này nút nụ đặc cứng luôn. Cây này là cây cúc thọ hương ha. Cây này nó có cái xù ngay đây anh chị, nguyên một bệt xù luôn. Cây này khá là hay nè. Và một cây mai xoắn này nữa ha. Thì anh chị nào ở gần tên lửa ha, tới ủng hộ mình ha.
Đây là cái bồn. Thì cái bồn này đúng ra mình đặt là 1m3, nhưng anh thợ nói là cái bồn cái cây bứng cho nó cao á, để cho nó không mất sức á, lấy đất hơi nhiều, cho nên anh làm tới 1m40 mấy, nó hơi rộng, cho nên buộc mình phải làm cái tiểu cảnh lên để cho nó đẹp luôn chị. Thì nó hơi nặng nhưng mà cho nó đẹp luôn. Thì năm nay mình dự định là cho gọn gọn thôi, nhưng mà lỡ cái chậu lớn thì mình làm cho tới luôn ha, cho cái tiểu cảnh nó đẹp luôn. Đây thì mình đổ một lớp trấu lên ha, ở dưới là rễ dừa, để cho dưới đáy là nó thông thoáng anh chị, để cái cây sau này nó ổn định luôn ha. Thì cái cây này khi mà lên bồn mình cũng có thể tưới nước thoải mái để nó dẫn thoát tốt, thì cây mình nó không mất sức ha. Hiện tại thì dự đoán cái cây nó khoảng 6 đến 700 kg anh chị. Cho nên mình cẩu bằng xe cẩu qua lâm thì nó cũng vừa cân đủ anh chị. Thì khi mà lên cái chậu thì cái chậu dự đoán cái chậu và cây thì nó tầm rơi vào khoảng 1 tấn rưỡi đến 2 tấn. Thì mình làm cái chất trồng này kia nữa anh chị. Cho nên rất là nặng ha. Thì hiện tại thì có rất là nhiều cách để vận chuyển cây ha. Tuy nhiên thì cái cách cẩu là cái cách mà cái cây nó im nhất anh chị. Còn khi mình làm bả lan thì nó sẽ bị động, những cây chơi hoa này thì mình sẽ xử lý cho nó im để nó không có động cây, thì cái cây mình chơi Tết nó không có mất sức anh chị. Cho nên làm rất là chậm rãi để cho nó ổn định ha. Thì xe qua lâm chế thì nó sẽ cái cần nó ngắn anh chị, cho nên không thể bóc bên đây bỏ qua bên kia được ha, mà mình phải để lên xe chậm tới để bỏ vào trong cái dĩa ha. Hiện tại thì mình nghiên cứu một số cây anh chị, mình trồng cái bồn nhưng mà ép nhỏ ha, sau này mình nhổ lên. Mình cũng đang làm một số cây thì nó sẽ đỡ mất sức, thì cái cây chơi Tết xong về mình trồng trở xuống nó cũng rất là khỏe. Cái chậm thôi, lo bên đó đó. Tùy theo cây và cũng tùy theo tình huống mà mình xử lý anh chị ha. Có những cái cây khi mà mình xử lý cây suy thì mình có bả lan thì mình làm được rồi. Vì khi mình chỉ cải chất trồng ra thì cây mình sẽ nhẹ hơn. Còn những cái cây chơi hoa thì phải thật cẩn thận, vì khi mà nó bị nhóm bầu thì cái cây mình sẽ bị động cái rễ cám, thì cái cây mình sẽ cho hoa không có đạt. Cho nên tùy theo mỗi cái cách chơi, mỗi những cái cây suy hoặc là cây chơi hoa như thế nào thì mình có cái hướng xử lý khác nhau anh chị ha, chứ không phải xử lý chung chung. Thì mình làm cái cách nào cho nó an toàn. Thì những cái cây chơi hoa mình đã lặt lá thì nó sẽ giảm cái hút dinh dưỡng anh chị, cho nên khi mà lại lá thì anh chị có thể xử lý đứt khoảng 30% rễ thì cây vẫn cho hoa đạt, và năm sau anh chị nuôi lại cũng rất là tốt. Có khá là nhiều anh em làm cách này và thấy nó cũng về nuôi thì nó vẫn phát triển bình thường anh chị ha. Do cái cách chăm của mình sau này như thế nào thì cái cây mình sẽ phát triển ổn định. Thì cái cây này khi mà lên bồn thì mình sẽ để một ngày, thì mình sẽ tiếp tục đắp rong, rồi mình làm cây tiểu cảnh. Có thể là mình tìm những chú trâu hay là như thế nào đó, những cái ý tưởng thì sẽ nghiên cứu với anh em lại để làm cho nó hay hay xíu anh chị ha, để ngắm cái cây cho nó có cái hồn xíu. Thì mình sẽ chia sẻ trong cái video này để anh chị xem cái cách mình làm và khi mà làm xong thì nó sẽ như thế nào anh chị ha. Thì hiện tại cái cây giáng bay này cũng khá là lớn, khi vận chuyển thì rất là nặng nề anh chị. Và cái lộ mình chỉ có 3 mét thôi, lộ đan, cho nên mình cũng hơi lo khi cái đường đi nó như thế nào anh chị ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy rong để đắp lên, rong rêu anh chị. Thì đây là những cái nơi mà
ẩm ướt thì nó sẽ có cái rong xanh như thế này. Thì mình sẽ tưới qua một cái, vì tháng này là tháng nắng ha, mình sẽ tưới nước cho nó ướt và mình dậy một lớp mỏng để về mình sẽ đắp lên cái bồn mai để cho nó nhìn thấy nó mát mẻ. Thì mình sẽ làm những cái đồi cỏ nha anh chị. Đây là rong đi xin ở hàng xóm về đang đắp anh chị ha. Đây là cỡ mấy mét? Chắc 2 mét mấy. Hết chưa, còn mót được không? Còn mót ai sao được. Để coi thiếu thì mót nữa. Hôm nay thì đang làm bên đây, rồi cũng đang làm cái bồn để đưa cái cây mai 1 mét lên anh chị. Thì công việc cũng tất bật ha, mình làm đưa một cái cây mai xoắn lên chậu luôn. Thì bên đây mình sẽ làm cái video xử lý cây mai lớn chia sẻ anh chị ha. Hy vọng là anh chị sẽ xem và ủng hộ kênh mình. Tiếp theo thì sẽ sang lắp cái mặt bằng, tức là sẽ đụng trấu và xê dừa để cho nó có cái mặt bằng anh chị. Thì cái trấu xê dừa mình trộn với cái tỷ lệ là 5-5 hay gọi là 1-1 anh chị ha, nửa trấu nửa xê dừa, để mục đích là nó rút nước cho mau, để mình khi mình ở trên mình tạo một cái lớp bùn ở trên á, thì khi mình chỉ tưới xịt rong thì cái độ ẩm nó tương đối ở trên rồi, thì ở dưới mình phải thông thoáng nó ráo thì cái cây mình nó mới ổn định được anh chị. Còn nếu mình chỉ trồng chất trồng mà xơ dừa nhiều thì nó sẽ giữ nước, thì cái cây mình nó sẽ bị lạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây sau này. Cho nên đây là cái chất độn và có thể nuôi được sau này luôn. Cho nên mình trộn cái tỷ lệ là 1-1 chung quanh để cho nó thoát nước tốt. Và đồng thời cái phía trước của cái bồn nó nhiều chất trồng, cho nên mình phải trộn là cho nó mau ráo, thì cái cây mình nó mới không ảnh hưởng anh chị nha. Mình làm rất kỹ cái khâu này để cái cây qua Tết vẫn nuôi được luôn. Thì dưới là trấu xơ dừa và lên trên một lớp là cái bùn nhão mình trộn với chỉ xơ dừa để mình lót chung quanh để cho nó cố định cái mặt trên anh chị. Thì mình sẽ đắp rêu lên, thì mình phun nước thì cái sình non đó nó sẽ giữ cho rêu mình nó không có bị khô, thì cái rêu mình sẽ xanh tốt. Và mình sẽ phun cái B1 để nó cho rong nó tốt anh chị, thì nó sẽ xanh, nó rong nó sẽ phát triển dần dần. Thì trong một tuần 5 đến 7 ngày thì rong nó sẽ xanh, thì cái đồi của mình sẽ nhìn thấy nó cái màu xanh mướt, nó sẽ đẹp anh chị ha. Khi làm ngoài nắng thì phải thường xuyên phun nước để cho rêu nó không có bị khô anh chị. Thì cái lớp sình non này nó sẽ tạo cái độ ẩm, nhưng mà ban đầu anh chị cái tháng này cũng khô nữa, cho nên vừa phun giữ độ ẩm mà cũng phun kích lại để cho rong nó tươi tốt lại anh chị ha. Thì mình sẽ nhìn trên cái đồi này nó sẽ xanh mướt, và cái cục nhân ở trong nó riêng biệt ở trong, cho nên anh chị có thể phun ở ngoài, cung cấp nước ở ngoài cho rong, nhưng mà cái cây nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Khi mà anh chị muốn tưới thì anh chị sẽ có những cái lỗ nhỏ anh chị sơm thì sẽ tưới trong cái cục nhưng ở trong. Còn nếu bình thường phun rong nó vẫn ổn định, nó không có dư nước cây. Và khi cái cây này nó hoa nó lên thì nó sẽ hút nước khá là nhiều, cho nên cái lượng nước mà mình phun rong nó không có ảnh hưởng nhiều đến cây. Cho nên mỗi cái việc làm thì mình sẽ tính toán cũng tương đối anh chị, để cho cái cây mình nó phát triển, để mình chơi Tết nó an toàn. Và khi mà qua Tết thì cái cây mình nó vẫn khỏe. Đó là cái cách mà mình nghiên cứu sau này để đi chơi hoặc là đi cho thuê hay như thế nào đó, mà khi mà về thì xử lý lại nó đơn giản, nhưng mà cái cây mình nó không mất sức. Thì cái hướng của mình là xử lý như vậy,
để sau này nó tiện lợi hơn anh chị ha. Rồi sau 2 tiếng đắp rong thì nó cũng tương đối ổn định anh chị ha, còn xíu nữa là xong rồi. Thì cái trên cái thảm này mình sẽ tìm một số chú trâu để mình thả lên ha, hoặc là chú tiểu gì đó, chăn một đồng chăn trâu gì đó mình sẽ gắn lên nữa là xong anh chị ha. Cây này mình sẽ cẩu lên tên lửa để trưng bày đó để giao lưu anh chị ha. Chỉnh cái bét nhuyễn ra. Thì cái gông này mình sẽ phun nước thường xuyên để cho nó xanh á. Thì khoảng 4-5 ngày thì nó sẽ xanh lên anh chị ha. Rồi mình quay sơ lược về cái cây gián bay. Thì cây này ghép cái gốc ngay đây anh chị ha, để anh chị biết cái cây gốc nhất, cái cây ghép già mùa nó khoảng năm mấy hoành á, thì nó phát triển vẫn mạnh. Đây là cái cây mình dẫn chứng cho anh chị thấy là cây mai ghép. Thì theo anh em trong nghề thì dự đoán là cây này ghép cũng phải trên 30 năm. Rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo chia sẻ cô chú anh chị ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.